Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Việt Vũ. Hôm nay tôi sẽ không chơi game mà là một cái tiết mục hơi là khác biệt một chút so với bình thường. Đấy là tôi sẽ giới thiệu và unbox anh em cái sản phẩm này. Nhìn vào đây thì chắc là tất cả các anh em đều biết đây là cái gì rồi. Đúng vậy, một chiếc máy Nintendo Switch. Tôi mới sắm về anh em ạ. Thực ra thì cái này là ở cửa hàng họ đã bóc ra rồi, để tôi có thể kiểm tra máy và dán tem và các thứ ABC. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ làm lại cái tiết mục unbox để xem ở trong đây nó có cái gì nhá anh em nhá. Ok, bây giờ thì sẽ đến tiết mục mở bóc nhá anh em nhá. Để xem này. Đây. Đây là nói chung là về hộp thì nó cũng không có gì đặc biệt cả anh em ạ. Hộp bìa các tông khá là đơn giản. Màu đỏ. Đây. Cái này thì là họ đã tháo ra từ lúc ở cửa hàng để dán tem với các thứ rồi anh em ạ. Dán chống xước màn hình. Đây, trong hộp thì nó có cái này, đây là thẻ bảo hành này. Tôi mua là ở Hero Game ở Hà Nội. Đây. Thì đây là máy này. Máy này thì ở trên mặt này đã được dán một lớp chống xước rồi. Tôi cũng không biết là chất lượng nó đến đâu, nhưng mà đây anh em nhìn phía mặt sau, đây mặt sau có chữ Nintendo Switch, đây là mặt trước của nó, đây là hai cái tay cầm ở hai bên thì gắn, đây ta sẽ gắn vào luôn nhé, kêu tạch phát là được. Đấy. Nói chung là đây cũng là lần đầu tiên tôi được sờ vào một cái Nintendo Switch anh em ạ, nên là tôi không biết gì về máy đâu. Và mở lên. Đây, đây là hàng nút bấm của nó ở trên đây, anh em có thể nhìn. Không biết là camera có focus không, tại vì tôi đang quay bằng máy ảnh. Đây là cái nút nguồn này, đây là tăng giảm âm lượng này. Bên đây chỗ này là chỗ thẻ thẻ game. Thẻ game thì chúng ta sẽ cho ở đây. Nếu mà mình mua thẻ game, còn ngoài ra nếu mà mình mua digital thì sẽ cho vào đây. Tôi chưa biết là mở ra như nào đây. Có phải ấn, có phải cậy hay là gì không? Thôi tôi thấy hơi ghê anh em ạ. Nhưng mà thôi. Cái đấy tôi sẽ nghiên cứu và mở sau. Đây, đây là diện mạo của máy đây. Cầm khá là chắc chắn. Tôi cũng không nghĩ là hai cái tay cầm gắn ở hai bên này có cảm giác chắc chắn như này. Hồi xưa xem ở trên mạng ấy thì tôi sợ là nó sẽ trượt ra trượt vào, nhưng mà không anh em ạ, nó có một cái chốt ở đây này. Nó có cái chốt ở đây để khi mà muốn lấy tay cầm ra, chúng ta phải ấn chốt xuống thì mới rút được ra. Tức là nó sẽ có một cái để chốt lại, không cho sập sệch. Thì đây là máy nhá. Chúng ta tiếp tục xem là trong hộp còn cái gì. Đây là ngăn trên, chắc không còn gì rồi. Tôi để bớt nó ra đây. Bàn hơi chật chội anh em ạ. Đây là những cái giấy tờ, mấy sách hướng dẫn gì đó. Đây, đây là cái này nó là cái như kiểu là anh em nếu mà gắn cái máy này ấy, nó có để giới thiệu kỹ hơn với anh em là nếu anh em mà chưa biết thì cái máy này bình thường chúng ta có thể chơi như này. Đây là màn hình hiển thị luôn, có cảm ứng nhá. Thì chúng ta có thể chơi game như là một cái máy cầm tay bình thường như này. Như là những cái hệ máy cầm tay trước đây của nó ấy. Thì khi mà chúng ta không muốn chơi như thế mà muốn chơi tivi to ấy, thì nó có cái thiết bị này. Đây. Cái này tôi còn chưa lấy ra luôn. Đây là cái dock. Cái dock này nó sẽ là cái để cho chúng ta liên kết cái máy Nintendo của chúng ta với lại TV. Chúng ta sẽ xuất hình ảnh ra TV và chúng ta sẽ chơi trên TV. Thì lúc đấy cái tay cầm này này, chúng ta sẽ làm như nào? Đây nhá, đây là cái dock của nó này, cắm cắm máy vào đây này. Cái khe này này anh em này, khe này này, chúng ta sẽ cắm máy vào đấy. Nó sẽ phải có một cái đường cấp nguồn điện riêng. Cái mặt này là mặt trước nhá. Anh em có thể nhìn thấy là nó có chữ Nintendo Switch này. Cắm máy vào cái khe này thì nó sẽ phải có một cái dây nguồn, nó cắm vào như nào thì tôi cũng chưa rõ, nhưng mà nó sẽ có một cái nguồn riêng. Cái này thì là cái để chúng ta cắm hai cái tay này này, hai cái tay. Để tôi thử luôn nhé, căn bản là mới làm ra là tôi cũng run run, không tự tin lắm khi mà sử dụng cái đồ này. Tôi còn đang không biết là cắm vào là nó có. Đây. Đây anh em thấy nó có đèn sáng này, là chắc là báo nó đã kết nối đấy. Đây, như này.
Đấy, lại cũng kêu tạch phát. Thế là chúng ta đã có một cái giống như là một cái tay cầm chơi game bình thường. Anh em thấy không? Nó sẽ mặc dù nó hơi dẹt dẹt nhưng mà đấy, nó giống như một cái tay cầm chơi game bình thường. Để chúng ta cắm cái này ra, nó sẽ thành một cái console chứ nó không phải là handheld nữa. Và nối với tivi thì đây là các cái sợi cáp, đây là cái adapter sạc này. Đây là cáp HDMI. Cáp HDMI để nối ra tivi. Đây là adapter để sạc máy. Khổ quá, nhìn như à đây đây còn còn cái này nó gọi là cái grip anh em ạ. Cái grip này để chơi các cái game vận động. Cái máy Nintendo Switch này thì nó có các cái tựa game vận động ấy. Đây này, thì cái tay này chúng ta thay vì gắn vào như này thì chúng ta sẽ gắn vào cái grip này để nó giữ. Sau đó là cái này chúng ta sẽ buộc vào tay như này để chơi những game vận động ấy. Chẳng may mà khi mà chúng ta vung vẩy chẳng may nó bị vung như này thì cái tay cầm của chúng ta nó sẽ không bị rơi và vỡ. Thì cái này nó có tác dụng như thế. Mình sẽ gắn cái này này, gắn vào đây anh em ạ. Nó có chiều cộng cộng trừ trừ gì đấy là cái chỗ này này. Thì nói chung là đấy, chúng khi gắn thì chúng ta phải lưu ý cái này. Sau đấy nó có chốt đây. Đấy, tôi cũng được cái bạn ở cửa hàng bạn ấy giới thiệu như thế, còn bây giờ thì tôi cũng chưa dùng nên tôi cũng chưa biết. Nó có hai cái cho hai tay này. Đấy. Chúng ta sẽ có những sản phẩm đấy. Thì hôm nay tôi chỉ làm một cái video ngắn như thế thôi, giới thiệu với anh em là tôi đã có thêm một thiết bị chơi game mới. Tôi đã phải rất đau lòng là có khả năng là tôi sẽ phải hy sinh không mua PS5 nữa anh em ạ. Dù sao thì PS5 thì tôi cũng có PS4 rồi, nên là tôi chơi tạm các cái tựa game trên PS4 thôi. Mặc dù rất đau lòng nhưng mà không được chơi cái hệ máy khủng khiếp là PS5, nhưng mà thôi thì có PS4 chúng ta cũng tạm an ủi rồi. Tôi nghĩ là thêm một cái máy Nintendo Switch như này này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có đa dạng các cái tựa game để chơi hơn. Và sắp tới là tôi sẽ livestream một số cái tựa game ở trên hệ máy này. Hy vọng là anh em sẽ đón nhận. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Mong là anh em tiếp tục ủng hộ kênh của tôi. Khi nào mà 500 sub anh em cố lên 500 sub, cháu 600 sub để tôi còn làm event tôi tặng game anh em nào. Cảm ơn anh em nhá. Bye bye. Bye bye.